Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, truyền thông Indonesia tiếp tục trù ẻo Văn Hậu. Tờ Indo Sport của Indonesia mới đây bất ngờ đăng tải một bài đánh giá khả năng Văn Hậu có thể trụ lại tại Heerenveen gần như là số 0. Cái tên Văn Hậu cùng với ký ức bại trận tại SEA Games 30 dường như vẫn đeo đẳng người hâm mộ cũng như báo giới Indonesia. Và mới đây, tờ Indo Sport của Indonesia tiếp tục đưa ra những dự đoán về khả năng mà chàng hậu vệ của đội tuyển U23 Việt Nam có thể tiếp tục giấc mơ trời Âu tại câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan. Cụ thể, bài viết có tựa đề "Khi các hậu vệ trái của Đông Nam Á chưa bao giờ thành công trên sân khấu châu Âu" được tờ Indo Sport đăng tải hôm 4 tháng 1 với điểm nhấn chính là chàng hậu vệ người Thái Bình Đoàn Văn Hậu. Theo bài báo, Văn Hậu mặc dù rất có năng lực nhưng thực tế so với trình độ của các cầu thủ tại Hà Lan vẫn còn khoảng cách khá xa. Bởi vậy, cho dù Văn Hậu có rất nhiều nỗ lực để hòa nhập với đồng đội, thì một suất đá chính tại Heerenveen vẫn còn là tương lai rất xa vời. Bài báo cũng mượn lời bài viết trên tờ Omroep Friesland của Hà Lan với sự phân tích khá kỹ về trình độ chuyên môn của Đoàn Văn Hậu. Tác giả bài báo cũng cho rằng hai hậu vệ trái của SC Heerenveen hiện có là Saren Floranus và Lucas Wunderberg đều có chuyên môn cao và chơi với phong độ ổn định. Thể lực, thể hình và trình độ kỹ thuật của hai cầu thủ này cũng hơn hẳn Văn Hậu nên cầu thủ Việt Nam không thể nào cạnh tranh. Vì sự cách biệt về chuyên môn giữa Văn Hậu và hai cầu thủ nói trên nên khó có khả năng câu lạc bộ SC Heerenveen mua đứt Văn Hậu vào cuối mùa giải. Chàng cầu thủ sinh năm 1999 sẽ chia tay SC Heerenveen cuối mùa giải hoặc sớm hơn. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên tờ Indo Sport đăng tải những bài viết có nội dung liên quan đến Đoàn Văn Hậu. Trước đó, tờ báo này còn mạnh mẽ tuyên bố Đoàn Văn Hậu chỉ có thể sưởi ấm chiếc ghế dự bị ở SC Heerenveen. Xin được tiếp tục với một thông tin khác. U23 Việt Nam tranh hùng châu Á, kịch bản nào để vào tứ kết, sẽ nhất hay nhì bảng? U23 Việt Nam sẽ đối mặt với những thử thách như thế nào ở vòng bảng giải U23 châu Á? U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 trong một tuần nữa, và mặc dù đã đoạt ngôi Á quân 2 năm về trước, chúng ta vẫn vào giải với sự thận trọng. Không những bóng đá Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn vươn tới đẳng cấp hàng đầu châu lục, đối thủ đã biết nhiều hơn về chúng ta, và hơn nữa, giải năm nay sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt do phần thưởng là 3 tấm vé dự Olympic Tokyo. U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên không phải là những đối thủ mạnh nhất của châu lục, nhưng ở một giải trẻ thì sự khó lường luôn hiện diện và những đội tuyển không được đánh giá cao cũng có thể làm nên những bất ngờ như chính chúng ta tại Thường Châu năm 2018. Vậy cơ hội nào cho U23 Việt Nam để vượt qua vòng bảng? U23 UAE là đối thủ đáng gờm nhất của bảng đấu và ở một góc độ nào đó họ cũng giống như U23 Hàn Quốc ở giải năm 2018. Đối thủ chúng ta khó có thể đánh bại nhất lại là đội ở trận mở màn. Họ có khoảng 5 cầu thủ đã là tuyển thủ quốc gia và cũng từng đó người trong đội hình đã đánh bại U23 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng tại ASIAD 2018. U23 UAE đã bất bại trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải, bao gồm cả trận hòa U23 Việt Nam tại Sân Thống Nhất vào hồi tháng 10 năm 2019. Và những đối thủ họ giao hữu cũng đều khá mạnh như U23 Ả Rập Xê Út, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Chiến thuật tinh thông và lực lượng đồng đều, họ sẽ là đội tuyển có khả năng cao đoạt ngôi đầu bảng. U23 Jordan cũng là một đội mạnh nhưng không phải ở tầm cỡ hàng đầu châu lục. Họ đã bị loại ở vòng bảng giải năm 2018 và chưa tái hiện được thành tích vào bán kết năm 2013. Bên cạnh đó, ở giải năm nay, họ đã không có thể triệu tập trụ cột hàng công là Musa Al Tamari do câu lạc bộ Apoen của đảo Ship không trả về đội tuyển. Sự bất định ở các vị trí hàng công đã làm dấy lên những tin đồn rằng U23 Jordan sẽ vào trận với tâm thế sẵn sàng đá cửa dưới thay vì đôi công. Họ đã thử nghiệm những chiến thuật phòng ngự trong thời gian qua và được đánh giá là có kết quả khá tích cực ở trận hòa 1-1 trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, U23 Triều Tiên là đội khó lường nhất bảng, đơn giản vì sự bí mật và khó tiếp cận của đội tuyển này xuất phát từ bối cảnh chính trị. Thậm chí đã có tin đồn đội tuyển này có thể bỏ giải. Nhưng việc họ công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký chứng tỏ họ sẽ dự giải, chỉ là chúng ta chưa biết thực lực của họ ra sao. Thành tích gần đây nhất của các đội tuyển bóng đá Triều Tiên không mấy ấn tượng. Họ 3 lần liên tiếp không qua được vòng bảng Asian Cup mà ở giải năm 2019 vừa qua còn thua sạch 3 trận. Tuyển U23 chỉ vào tứ kết ASEAN 2018 và tuyển U19 đã 2 giải châu Á liên tiếp không qua vòng bảng. Thậm chí khi đối đầu với các đội tuyển bóng đá của Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, các lứa tuyển Việt Nam đã thắng 1, hòa 2 trong 3 lần gặp các đại diện đến từ Triều Tiên. Các đội tuyển Triều Tiên có phong cách làm việc khá dị khi trong năm họ tập trung tuyển thủ với thời gian còn nhiều hơn cả thời gian cầu thủ tập trung ở câu lạc bộ. Do đó, lối chơi của họ được đánh giá là khá nhuần nhuyễn. May mắn cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự là trận gặp U23 Triều Tiên sẽ đến với U23 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng, và khi đó hẳn ông đã có nhiều tư liệu để nắm bắt về họ và nghĩ ra kế sách đối phó. Với cục diện của bảng D, U23 Việt Nam nếu vượt qua vòng bảng cũng khó tranh được ngôi đầu nếu U23 UAE chơi đúng sức. Không thua U23 UAE sẽ là một khởi đầu rất tốt cho chúng ta, và thắng được một trong hai đối thủ kia cũng như hòa nốt đội tuyển còn lại sẽ giúp U23 Việt Nam có vé vào tứ kết. Tiếp tục liên quan đến thông tin về U23 Việt Nam. Vị thế U23 Việt Nam và tâm thế chủ nhà Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cùng đại diện Đông Nam Á tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, song U23 Việt Nam và U23 Thái Lan bước vào giải với tâm thế, vị thế khác nhau. 2 năm trước, U23 Việt Nam, đội vừa thất bại ê chề tại vòng bảng SEA Games 29 khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á, bị liệt vào nhóm lót đường. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người bị hoài nghi về năng lực khi vừa chân ướt chân ráo sang Việt Nam nhận chức, khi được hỏi về bảng đấu có Hàn Quốc, Australia và Syria, đã nhận mình ở thế cửa dưới. Các đối thủ trong bảng đều rất mạnh, mỗi trận đấu vòng bảng với U23 Việt Nam đều sẽ là chung kết. 2 năm sau, U23 Việt Nam trở lại sân chơi châu lục với vị thế hoàn toàn khác, đương kim Á quân giải. Và ở vị thế mới, cái cách huấn luyện viên Park Hang-seo nói trước truyền thông đã thoát hẳn tâm thế của đội cửa dưới. Cả 3 đội bóng cùng bảng đều rất mạnh, nhưng U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đề ra, trước mắt là vượt qua vòng bảng. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định kinh nghiệm đối đầu sẽ giúp U23 Việt Nam giành kết quả có lợi trước các đại diện Tây Á cùng bảng như UAE hay Jordan. Có thể thấy, tư cách đương kim Á quân giúp U23 Việt Nam có thêm sự tự tin và cả sự kiêu hãnh, bước vào sân chơi châu lục diễn ra trên đất Thái. Nhưng ở chiều ngược lại, sự kiêng dè, nghiên cứu rất kỹ từ các đối thủ chắc chắn sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều thử thách. Trong khi đó, đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan bước vào vòng chung kết U23 châu Á mang theo nhiều tham vọng và cả sự hoài nghi từ chính người hâm mộ. Nhìn lại lịch sử 4 mùa giải đã qua, Thái Lan chưa từng vượt qua vòng bảng. Ở vòng loại mùa này, U23 Thái Lan chỉ xếp nhì bảng sau chính Việt Nam và có mặt tại vòng chung kết nhờ suất đặc cách dành cho chủ nhà. Gần nhất tại SEA Games 30 kết thúc chưa đầy 1 tháng, Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Tất cả những dữ liệu đó càng khiến người Thái hoài nghi vào tham vọng có mặt trong top 3 đội mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á, giành suất dự Olympic Tokyo 2020 của thầy trò Nishino. Ở cùng bảng đấu với 3 đối thủ mạnh gồm Australia, Iraq và Bahrain, bảng đấu mà U23 Thái Lan rõ ràng là đội yếu nhất như thừa nhận của thủ môn Korafat Narichan, thì việc vượt qua vòng bảng đã rất gian nan. Thế nhưng trong tâm thế chủ nhà, tâm thế của một nền bóng đá tin rằng mình có đủ năng lực đến với World Cup, thì ở cả giải đấu trẻ cấp châu lục, Thái Lan không thể không đặt mục tiêu như trên, dù tất cả đều hiểu rằng đó sẽ là áp lực dồn lên thầy trò Nishino. Cánh chim lạ mang áo số 10 ở U23 Việt Nam là ai? Không phải những ngôi sao nổi tiếng hay trụ cột trong đội hình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi quyết định trao chiếc áo số 10 cho một cái tên được coi là nhân tố bí ẩn của U23 Việt Nam. Hôm 2 tháng 1 vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố danh sách tạm thời 23 cầu thủ của mỗi đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp tới. Trong danh sách của U23 Việt Nam, ngoại trừ sự vắng mặt đáng chú ý của trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, số áo cũng tạo ra bất ngờ. Ngoài những cái tên quen thuộc như Quang Hải khoác áo số 19, Triệu Việt Hưng số 7, Tiến Linh nhận số 22 hay Thành Trung số 16, thì số áo mà người hâm mộ quan tâm nhất là số 10. Số áo này đã bị bỏ trống ở kỳ SEA Games 30 vừa qua trên đất Philippines. Giai đoạn gần đây, người thường xuyên đảm nhận nó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định trao chiếc áo này cho chủ nhân mới mang tên Nguyễn Hữu Thắng. Nguyễn Hữu Thắng là cái tên không quá xa lạ với những người thường xuyên theo dõi bóng đá trẻ. Tiền vệ này từng chơi cực hay ở vòng chung kết U16 châu Á và giúp U16 Việt Nam vào đến tứ kết. Cá nhân anh đã được AFC bầu chọn nằm trong top 8 cầu thủ đáng xem nhất. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Viettel, năm 2019 vừa qua, Hữu Thắng được đội bóng quê hương là câu lạc bộ bóng đá Huế mượn về chơi ở giải hạng nhất. Cầu thủ sinh năm 2000 này thi đấu nổi bật khi trở thành trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng và ghi tới 7 bàn thắng. Màn trình diễn chói sáng giúp Hữu Thắng thường xuyên được gọi lên góp mặt ở các đợt tập trung ngắn hạn chuẩn bị cho SEA Games 30 nhưng đã không được chọn. Không góp mặt ở giải đấu trên đất Philippines, ngay sau khi về Việt Nam, thầy Park tiếp tục triệu tập tiền vệ này và sự nỗ lực đã giúp anh trụ lại trong danh sách 25 thành viên cuối cùng còn đang hiện diện. Với một cầu thủ được coi là nhân tố bí ẩn như Nguyễn Hữu Thắng khi đảm nhận chiếc áo số 10, biết đâu huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại khai phá thêm một tài năng nữa của bóng đá Việt Nam như cái cách mà ông từng làm với Phan Văn Đức ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!